Thưa quý vị, phường núi Sam là địa bàn có thương mại dịch vụ phát triển mạnh, tập trung nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh và mua bán, có các tuyến Tân Lộ Kiều Lương, đường dòng núi Sam và đường Châu Thị Tế và đường tránh quốc lộ 91 đi qua. Bảy tuyến đường nội ô, lưu lượng phương tiện hoạt động từ tháng Giêng đến tháng Tư, âm lịch cho đến những tháng cao điểm của mùa lễ hội Dí Bà thường xuyên bị mất trật tự, gây ủng tắc giao thông. Thực trạng cây mất trường tự đô thị là một phần do các hộ kinh doanh trên các tuyến đường chiếm dụng lòng lề đường vỉa hè, che chắn biển quảng cáo, làm mất không gian và giảm mỹ quan khu vực đô thị. Đến cao điểm của mùa lễ hội dưới Bà, có rất đông các hộ mua bán hàng rong, xe đẩy, bay bán hàng quá, chiếm dụng lòng đường kinh doanh gây cản trở giao thông, dội nước, xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường và một số tài xế cho xe ô tô đậu đổ lên vỉa hè làm dở đan lót cống thời gian qua quỹ ban nhân dân phường tích cực đẩy mạnh công tác lập lại trật tự lòng lề đường vỉa hè tạo vẻ mỹ quan nhằm đảm bảo trật tự đô thị góp phần xây dựng môi trường du lịch xanh sạch đẹp để du khách đến núi sam tham quan mua sắm quỹ ban nhân dân phường tiến hành ra quân lập lại trật tự vỉa hè trên các tuyến đường trọng điểm lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý các trường hợp có hành vi chi, lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán tập kết hàng hóa vật liệu xây dựng mái che trái quy định treo phong bạc ô dù che chắn hàng hóa Đặc biển quảng cáo trên vỉa hè dưới lòng đường gây mất mỹ quan đô thị làm ảnh hưởng đến trật tự đô thị trên địa bàn phường thời gian thực hiện theo kế hoạch từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 được chia làm 3 giai đoạn giai đoạn 1 từ ngày 31 tháng 3 năm 2023 đến ngày 6 tháng 4 năm 2023 thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng các ban ngành đoàn thể phường vận động tuyên truyền cho cam kết tự tháo dỡ đến hết ngày 6 tháng 4 năm 2023. Từ ngày 7 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2023, tổ chức lực lượng ra quân tiến hành làm nhiệm vụ theo kế hoạch và tiến hành tháo dỡ các mái che lấn chiếm và xử phạt những trường hợp không chấp hành theo thông báo của Ủy ban nhân dân phường. Giai đoạn 2 từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 19 tháng 6 năm 2023 và giai đoạn 3 từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 tiếp tục tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra trên tất cả các tuyến địa bàn trọng điểm để duy trì hiện trạng kiên quyết xử lý không để tình trạng tái chiếm trở lại hoặc phát sinh những chi phạm mới. Đoàn đi tháo gỡ lập lại trật tự lòng lại đường để cho nó thông thoáng cái cảnh mỹ quan của cái đô thị thì đoàn thì cũng có tháo gỡ còn những hộ mua bán lấn chiếm thì cũng có nhắc nhở và tháo gỡ những cái hộ lấn chiếm thì anh em làm cho tự lòng đường á là không để cho dân chúng được chiếm chống là lòng đường cản trở lưu thông anh em dọn đường như rất là tốt thì phường á thì giao quyết định vậy là dân ta cũng chấp hành theo và không lấn chiếm lòng đường là đường lộ vẫn, vẫn sẽ đẹp có thể nói việc lập lại trật tự nơi đô thị hiện nay là một chủ trương đúng đắn của phường quyết tâm thực hiện Chính vì thế, người dân trong phường cần chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật trong việc giữ gìn trật tự đô thị như không lấn chiếm lòng đường dĩ hè, kinh doanh buôn bán, tự nguyện tháo dỡ vật dụng biển hiệu mái che, liều quán, dưới dời các vật kiến trúc lấn chiếm, thực hiện tốt nếp sống, văn minh đô thị. Bên cạnh đó, để tạo một hình ảnh du lịch núi Sam thân thiện, mến khách, thì người dân cần phải văn minh lịch sự khi chào mời khách. Các chủ nhà trọ, nhà nghỉ, hàng quá, dịch vụ gửi xe, Honda ôm, chụp ảnh phải thực hiện nghiêm giá cả niêm yết đúng theo quy định của địa phương không đeo bám nay ép du khách mua hàng quá, thực hiện nghiêm việc niêm yết giá không bán hàng gian hàng giả hàng kém chất lượng gây mất an toàn thực phẩm làm mất đi nét đẹp văn minh trong khu du lịch góp phần xây dựng hình ảnh đô thị của phường núi sam sạch đẹp và người dân núi sam văn minh thân thiện